Như đã thành thông lệ hàng năm, chợ hoa trước mặt khu thương xá Phước Lộc Thọ nổi tiếng của vùng Lido Sài Gòn năm nay được mở ra từ ngày 25 tháng Giêng đến tối 8 tây tháng 2 tức đêm giao thừa theo âm lịch. Vào một buổi chiều giữa tuần, vẫn còn trong giờ làm việc của nhiều người, nhưng khu chợ hoa đã bắt đầu có người tới mua sắm các loại hoa quả bánh mứt và các mặt hàng cần dùng cho mấy ngày Tết Nguyên Đán. Dù cho nhiều người vẫn than thở về sự khó khăn của nền kinh tế nói chung, điều đó dường như không ảnh hưởng đến việc mua sắm, tiêu xài Tết của người dân trong cộng đồng Việt tại đây, ít nhất là qua nhận xét của một cô bán hàng trong khu chợ Hoa Xuân này. Dạ, em tên Loan. Chỗ trái cây dân hàng này của bà Tư trái cây ngon. Cũng có tiệm trái cây chỗ ABC á. Rồi ở đây dân hàng đây tụi em bán bông. Chứ không có gì hết. Bán bông vậy là mỗi năm mình ra đều ra một đúng chỗ này hay sao thưa chị? Dạ, đúng chỗ này là duy nguyên dân hàng này là lớn là của tụi em không? Chị Loan bán cho bà Tư được bán ở đây được mấy năm rồi cái văn dân hàng hoa này? Bán đây là 7 năm à. Năm nay so với những năm khác thì nó như thế nào thưa chị? Nó cũng đông thôi anh, nó cũng bán đắt thôi. Thường thường là bà con mình ra đây sắm Tết thì sắm những cái loại bông gì? Dạ bông lan, mai, đủ thứ bông hết. Hoa đào cũng bán đắt luôn anh. Mai đào bán đắt hết. Đều cái gì cũng bán đắt hết á. Thường thường thì thấy đàn ông hay đàn bà ra mua hoa nhiều chị? Dạ đàn ông, đàn bà gì, ai cũng ghé đây hết á. Ngày nào là đóng cửa? Dạ không đóng cửa ngày nào hết, chỉ là 10 tây hết Tết là mới nghỉ thôi. Đâu 8 tây là ở đây em đóng rồi, còn qua EBC chỗ tiệm trái cây ngon là tụi em còn mở cửa tối, không có đóng cửa ngày nào hết. Người ta mua đông nhất vào ngày nào, người ta có đợi là tới sát giao thừa không? Ngày nào cũng là đông hết trơn á anh. Tại vì giao thừa đó còn lớn hơn qua bên chỗ EBC nữa. Một nhóm các ca sĩ trẻ trung nhộn nhịp dạo quanh các gian hàng hoa để làm kiểu chụp ảnh. Những tà áo dài tươi tắn của họ làm cho khu chợ vốn đã tràn ngập sắc màu lại càng thêm rực rỡ. Ca sĩ Lưu Việt Hùng cho biết. Xin chào anh và lời đầu tiên Lưu Việt Hùng xin gửi lời chào đến khán giả của phố Bô Sa và xin rất là vui để được tái ngộ với khán giả của phố Bô Sa ngày hôm nay với anh ở đây. Hôm nay thấy Lưu Việt Hùng và một số ca sĩ mặc đồ rất là truyền thống, đi tới đi lui, chụp hình nhiều lắm. Hôm nay là cái dịp gì vậy? Thưa anh, thật ra thì ngày hôm nay một nhóm tụi em và những ca nghệ sĩ thì cũng thật ra là để đi du xuân. Trong cái dịp mà mình có hội chợ Tết là bắt đầu là em đi du xuân và sau đó thì cũng chụp lại với nhau một số cái tấm hình lưu niệm mà dựa trên chiếc áo dài của designer Calvin Hiệp. Thì cũng đây là một cái gọi là áo dài vào xuân đó. Thì em sẽ thực hiện một cái collection là áo dài vào xuân để gửi cho các báo đài cũng như là gửi những lời chúc mừng năm mới đến với độc giả của tất cả các tạp chí, các cái tập magazine cũng như là các đài truyền hình. Thưa anh, là ngày mai rất vui được gặp phố Bô Sa ở đây. Lưu Việt Hùng có gì mới trong cái sinh hoạt văn nghệ cuối năm cho phố Bô Sa TV biết? Cảm ơn anh rất nhiều. Trong năm 2013 thì năm nay Hùng có nhiều cái ấp ủ muốn giới thiệu lắm. Trước tiên là những cái CD mới đã hoàn tất. Trong năm nay thì Lưu Việt Hùng sẽ gửi tới thật nhiều những CD mới gồm những bản tình ca được quý vị rất là yêu thương. Và chắc chắn là khi nào Hùng ra CD mới, Hùng sẽ phải mời, Hùng sẽ phải mè nheo anh để được lên phố Bô Sa tiếp để gửi tới những khán giả những cái thông tin mới nhất, hot nhất của mình. Còn bây giờ thì xin phép quý vị là đầu năm chưa bật mí được. Còn chương trình Tết thì sao? Nghệ sĩ người nào Tết cũng là bận rộn bay đi, bay tới, bay lui nhiều lắm. Tết năm nay thì đêm giao thừa thì thưa quý vị là Lưu Việt Hùng sẽ cùng đón giao thừa với khán giả của Philadelphia. Sau đó thì ngày mùng 1 Hùng quay trở lại đây thì Hùng mới đi chùa và Hùng bắt đầu mới cùng chung vui với khán giả và nói chung là cùng chung vui với lại những người thân của mình. Còn ngày giao thừa thì năm nay xin phép là Hùng sẽ đón giao thừa bên Phila cùng khán giả. Thôi thì cũng chúc Việt Hùng sẽ đón giao thừa bên Phila một cách ấm áp. Nhân dịp năm mới, Lưu Việt Hùng xin kính chúc quý khán giả của phố Bô Sa một năm mới thật nhiều niềm vui, an khang và thịnh vượng. Hy vọng rằng trong năm mới này quý vị sẽ gặp thật nhiều may mắn, niềm vui và hạnh phúc. Và Lưu Việt Hùng cảm ơn sự yêu thương của quý vị trong suốt một năm vừa qua. Chúng sẽ gặp lại nhau trong năm mới thật nhiều niềm vui và rạng rỡ. Chúc mừng năm mới quý vị. Lâu lắm rồi mới gặp lại Thanh Thanh mà lại được ngay cái dịp mà Thanh Thanh mặc đồ mới đi dạo du xuân nữa, cho một lời chào. Lần này cũng không có lạ gì lắm với lại khán giả của phố Bô Sa TV, thì Thanh cũng xin gửi đến anh Luân và tất cả quý vị của đài truyền hình phố Bô Sa TV một lời chúc sức khỏe và một năm mới an khang thịnh vượng. Hôm nay đi để mà chụp hình với các bạn như vậy, tại sao Thanh Thanh lựa cái bộ áo dài này? Dạ thì tại vì Tết thì em muốn mặc màu đỏ cho nó may mắn. Dạ. Nãy giờ thì chụp hình có chuyện gì vui buồn? Dạ chắc vui nhiều hơn. Dạ thì hôm nay ra đây thì Phước Lộc Thọ cũng có rất là nhiều quý vị
các bà con cô bác ở xa đó đi đến đây thì cũng rất là vui, có chợ hoa nè, có mứt Tết, rồi có bánh trung có bánh mứt nè, bức kẹo rồi đó, thì cũng giống như ở Việt Nam vậy. Nên Thanh nghĩ là ở cái trung tâm này, ở trung tâm phố Bình Sa thì nó cũng giống như ở Việt Nam vậy. Nãy giờ thấy Thanh với mọi người chụp thì làm rất là nhiều kiểu, và bà con ở đây hình như cũng là chú ý rất là nhiều. Lúc chụp mà thấy nhiều người đi qua đi lại ngó vậy có ngại ngùng không? Dạ không, tại vì thấy các cô chú, các cô bác ở đây cũng đến chụp chung với tụi Thanh thì tụi Thanh cũng rất là vui. Tại vì đã đi ra tới đây rồi thì giống như là một cái không khí Tết thì mình cũng giống như là gia đình, vậy nên em không thấy ngại gì hết. Thanh kể những sinh hoạt văn nghệ của Thanh trong dịp Tết này không? Dạ thì thường thường Tết thì tụi em cũng rất là bận rộn, không có thời gian dành cho gia đình hay gì hết. Thì em cũng có hai cái show, một cái show ở Chicago cho Tết, và tuần tới thì em sẽ bay đi Minnesota. Vậy thì cái việc mà sắm Tết trong gia đình như thế nào, ai là sẽ người lo lắng sắm Tết và năm nay ăn Tết như thế nào? Dạ chắc năm nay em bận show nhiều, chắc là không có kịp thời gian để mà mua đồ. Tại vì nếu như mà mua đồ Tết để ở nhà thì cũng không có bạn bè đông giống như ở Việt Nam mình, nên cứ chắc chạy qua nhà bạn. Tết thì Thanh là ăn bánh chưng hay là bánh tét? Dạ thường thì em là người Nam nên em ăn bánh tét. Dạ. Mỗi năm thì Thanh sắm Tết là có tự nấu nướng không hay là mua? Dạ bình thường thì em nấu một nồi canh khổ qua nhờ thịt á, với lại một nồi thịt kho hộp vịt. Dạ thì năm nào cũng vậy, mình nấu hai cái nồi đồ ăn đó thì lúc nào mình cũng nhớ đến quê nhà, nhớ đến cội nguồn của Việt Nam. Dạ. Và một năm mới sắp đến, năm nay cũng là năm tỵ, quý tỵ quý vị, năm nay rất là may mắn. Thì Thanh cũng xin quý vị nào có tuổi tuổi rắn, tuổi tỵ đó, thì có nhiều người ta nói là năm tuổi là xui, nhưng mà theo như Thanh nghĩ thì nếu như những cái gì mình cố gắng và mình thật sự là mình tin vào bản thân mình thì không có gì là xui hết quý vị. Thì Thanh chúc cho quý vị lúc nào cũng gặp nhiều may mắn, nhất là những người tuổi tỵ nha quý vị. Năm nay Thanh cũng tuổi tỵ đó quý vị, thì Thanh cũng mong là năm tới đây thì năm này Thanh cũng ra mắt một cái CD mới để gửi đến quý vị khán giả, và xin chúc cho quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Xin cảm ơn. Chúng tôi là các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa và chùa Phổ Hiền. Xin kính chúc quý tất cả các Phật tử và quý đồng hương một năm mới tràn đầy yêu thương, tha thứ và hạnh phúc. Ngay phải lướt Phước Lộc Thọ, chúng tôi thấy một nhóm các bác toàn là bác nữ không à, đi chơi, đi du xuân rất là vui. Bác đại diện cho biết tên bác ạ. Dạ, tôi tên là Phật tử Tâm Tinh Cần. Bác Tâm Tinh Cần nha. Dạ, bác... Bác cho biết là hôm nay là trong nhóm này là ở đâu mà mình tới mình Phước Lộc Thọ mình chơi ạ? Dạ, chúng tôi ở đây, chúng tôi thuộc về đạo tràng Pháp Hoa và chùa Phổ Hiền. Hôm nay các chị em họp nhau đi lên chùa ăn chay ngày tất niên, và một ngày chay và đi dạo phố bên đây để vui xuân. Dạ. Hôm nay dạo phố là dạo là ngó thôi hay là mình mua mình sắm Tết luôn hả các cô? Dạ, vừa ngó vừa mua. Mua ít mà ngó nhiều. Hoa trưng thể cho chùa. Dạ, vậy thì bây giờ chùa là một việc, nhưng mà ở nhà chắc mình cũng có làm đúng không? Riêng bác là coi như là bác những cái gì mà sắm trong cái ngày Tết này nè? Thì theo phong tục của người Việt Nam, chúng tôi sắm hoa mai, sắm tất cả những bánh chưng, tất cả những trái cây về cúng và để rước ông bà về vui chơi với lại gia đình trong 3 ngày Tết. Cái ngân khoản mà cho cái Tết của bác có tính trước không, hay là gặp đâu mua đó thì là gọi là thích là mua? Dạ trong 7 đứa thích thì cũng mua. có phần nửa đó, gặp đâu mua đó thích là mua, có phần nửa rất hài tiện là phải là very cái là tight nha, yeah. Không có được tiền nhiều, bị tiền già cũng bị cúp cũng bớt dạ. Thì mình cúp thì cúp, nhưng mà mình tới Tết là mình xài xả láng đúng không, nhưng mà là mình khoảng bao nhiêu phần trăm tiền già mình sẽ xài cho cái Tết này nè? Trời, tôi đã nấu nó 90% luôn. Dạ, không đúng. Dạ, bây giờ mình nghĩ rằng cái ngày già của mình cũng không còn được bao nhiêu ngày nữa. Thì tất cả các chị em đều họp nhau vui chơi. Chúng tôi có một cái câu nói là cảm ơn đời mỗi khi chúng ta gặp gỡ, thêm một ngày nữa để yêu thương. Chúng ta thêm một dịp nữa để yêu thương. Thành ra chúng tôi gặp nhau để mà yêu thương và vui vẻ với nhau trong những ngày già. Bác nói vậy thì cũng tò mò luôn, tức là gặp nhau để yêu thương vui vẻ thì thường thường là những cái sinh hoạt của các bác là như thế nào ạ? Chị Hoa Thiện nói đi. Thôi chị nói hơn tôi nói. Thì chúng tôi thường chúng tôi thường thường gặp nhau tối
tối thứ tư và sáng chủ nhật để tụng kinh. Và trong khi đó thì chúng tôi cũng có một cái hội để đi đọc từ thiện, làm từ thiện, quyên tiền gửi về Việt Nam giúp cho các trẻ em mồ côi và các cụ già neo đơn. À, sau đó ở đây thì chúng tôi cũng có một cái nhóm để mà đi tụng kinh khi mà đi hộ niệm, kêu bằng đi hộ niệm. Nếu có người nào mà sắp sửa ra đi hoặc là đang đau bệnh nặng thì chúng tôi tới chúng tôi hộ niệm để đem lại một cái chút niềm vui cho làm những cái ngày cuối cùng sắp sửa ra đi. Vậy thì cái ngày Tết đó, thì các con cháu của các bác có tập trung lại không? Bác có bao nhiêu người con sẽ tập trung lại nè? Dạ, tôi có 5 người con. Và Tết thì mấy cháu cũng đều về hết. Có cháu thì nói thật sự thì cũng là lấy chồng lấy vợ thì là đạo khác, cũng là đạo Chúa hoặc là đạo khác. Nhưng mà chúng tôi cũng mời về lại ông bà. Dạ, bởi vì ông bà là của chung. Dạ, tất cả các cháu đều về để ăn Tết và lại và mừng cho cha mẹ cũng còn được sống với các cháu. 30 Tết năm nay thì các bác mỗi người chắc mỗi có một cái chỗ riêng. Đi sẽ 30 Tết hoặc là mùng 1 Tết sẽ đi chùa nào? Chúng tôi đi chùa Phổ Hiền là số 1, sau đó là chùa A Di Đà của ni sư Như Ngọc, chùa Phổ Hiền của sư cô Hoa Tâm và hội từ thiện Phật giáo của Pháp Hạnh. Và chỗ nào có địa chỉ nào khác không? Dạ có chùa Quan Âm của Thích Hòa thượng Thích Đạo Quang. Chùa Bảo Quang. Dạ Bảo Quang. Bác thì bác đi 6-7 chùa lần. Nấu trong ngày mùng 1 là bác đi đầu tiên là chùa Phổ Hiền, rồi sau đó là bác cùng đi 6-7 chùa nữa, nghĩa là như là thập tự. Sao bác đi nhiều chùa quá vậy? Thì đầu năm mình đi nhiều chùa để nhiều phước thì không dám, nhưng mà đi thăm chùa du xuân vậy đó. Với lại không cầu phước thì mình cũng không cầu phước. Có một cái chùa mà miễn xuân, thường thường xuân tức là người ta hay bài bạc này nọ đó, một cái chùa Vegas, có bác nào đi không? No, không có đi chùa nào. Tuổi này thì cũng không thích bài bạc lắm, bởi vì thật sự bao nhiêu tiền chút đỉnh thì đủ sống, còn dư bao nhiêu thì chúng tôi hùng lại, chúng tôi gửi về Việt Nam giúp người nghèo bên Việt Nam. Và ở đây thì chúng tôi cũng có một cái hội là giúp cho những cái người bị bệnh tâm thần. Mỗi năm chúng tôi hùng tiền lại đi lại những cái trung tâm mà chữa trị về tinh thần, tâm thần của những cái người Mỹ. Thì chúng tôi đi mua quà và cho tiền cho họ. Thành ra số tiền chúng tôi thì cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng mà họp lại chút đỉnh. Đi Las Vegas thì thấy nó mau quá. Bác là Phật tử Hoa Minh. Bác xin chúc cho tất cả bà con, tất cả bà con ở Orange County này cũng như tất cả những người dân trong nước Mỹ trong cái năm Quý Tỵ này được sống an lành và vui vẻ, gia đình đầm ấm. Bác không có chúc cho riêng bác. Bác chúc cho tất cả mọi người. Dạ, tôi là Quỳnh Hoa ở Lake Forest. Trong năm mới sắp tới xin cũng xin chúc tất cả mọi người ở Orange County được vạn sự cát tường, và riêng gia đình tôi thì cũng được bình an vô sự. Dạ, tôi là Phật tử Nguyễn Hoa chùa Phổ Hiền và cũng là trong hội từ thiện Phổ Hiền. Xin chúc cho tất cả mọi người và tất cả trong thế giới này được an vui hạnh phúc và một mùa xuân thật an lạc. Cầu cho nguyện cho thế giới được sớm được hòa bình và chúng sanh sớm được có hạnh phúc, và tất cả mọi người nghèo khổ thì được sự giúp đỡ của mọi người quan tâm san sẻ tình thương từ trong cũng như ngoài nước. Dạ, thì xong cái Tết này 10 Tết tôi sẽ về Việt Nam để thăm gia đình và thăm để đi làm từ thiện. Mẹ tôi là bây giờ cũng 90 tuổi rồi, thì chúc cho bà cụ được hạnh phúc và an lạc. Dạ, cũng như tất cả mọi người, chúc chung cho tất cả mọi người có mùa xuân thật hạnh phúc và thật an lạc. 1, 2, 3. Hãy thương nhau đi cho đời tươi sáng, hãy tha cho nhau lầm lỗi lẫn si mê, hãy đưa tay ra cho người nắm lấy, cùng cảm thông và cùng sống an vui. Thôi nhà tới đó đủ rồi hả? Vậy là chúc già và chúc cho nó sống an vui được rồi. Cảm ơn cháu. Xin cho chúc 8 chúc nè. 8 chúc, cứ 8 chúc cái này. Bê tâm bố. Dạ thưa. Con gì? Dạ thưa, hôm nay cái dịp may mắn, dịp đầu xuân đó, ra đây gặp một cái
chị cũng nói chị biết hỏi phải tôi tên Ngọc không, chị biết chị cũng tên Ngọc, và chúng tôi chúc sức khỏe nhau, tôi chúc cho chị được nhiều sức khỏe và được nhiều phước báo, có để mình đi cứu giúp những người mà ta kém may mắn, kém phước báo hơn mình, và xin trời Phật sẽ che chở và tạo điều kiện thuận tiện trong cái dịp xuân quý tỵ này để cho tất cả các chị có cái cơ hội để thực hiện một cái tâm đạo của mình, là vì mình giúp người tức là mình giúp nơi mình. Và tôi xin cảm ơn và xin đầu xuân quý tỵ xin cầu chúc tất cả các chị được thanh tâm an lạc và được vạn sự bằng an. Hôm nay bác đang đứng giữa là coi như là gươm lạc giữa rừng hoa như thế này, phải không? Và nãy giờ nghe các bác là chúc rất nhiều. Bác Ngọc có cảm giác như thế nào? Có e thẹn mắc cỡ gì không thưa bác? Kính thưa Phố Văn Sa TV, kính thưa các chị, tuổi đời này là cũng khi hết nợ thế gian thì mình rời thế gian, nhưng mà trước khi những ngày còn lại trên thế gian mình sống làm sao mà cho nó được cái an bình, và cái tâm mình ráng giữ cái từ tâm thiện tâm. Mà hôm nay cái cơ duyên mà mai gặp được các chị ở đây là những người có cái tâm an bình và cái tâm thiện và có cái ý nguyện rất là tốt, cho nên tôi cũng cảm thấy vui, coi như là một cái cơ hội, coi như là một cái dịp mai đưa đến, không biết gì hơn là xin trời Phật ban phước cho tất cả các chị, gia đình cũng như các cháu trong một mùa xuân quý tỵ này được nhiều may mắn và an bình, và các cháu mình được hạnh phúc, là hạnh phúc con cháu mình là tức là hạnh phúc, là niềm vui của mình. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Có bác nào đáp? Có bác nào đáp từ bác Ngọc không ạ? Con sống thì nhiều lắm. Bà con sống của mình lắm nhé. Bà con cái đôi môi ní là sầm tầm tuổi đó. Yeah. Tôi mình giảm tới được đó chứ. Bà tuổi đấy. Hơn mình một tuổi đấy. Với anh tụi em cũng rất là vui mừng. Tự nhiên tới nay rất là có cái duyên mấy chị em gặp nhau để mà đi ăn tất niên. Gặp anh đây trên phố Bonsai TV quay phim và phỏng vấn. Và ngoài ra thì tụi em khi nước rối nhìn ra anh, thấy anh nụ cười anh rất là tươi. Thành ra tụi em cũng hăng hái. Tụi em thấy cũng đem lại một chút niềm vui cho anh, cho cộng đồng của người Việt Nam mình. Thì tụi em cũng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của anh. Và cuối cùng thì em nói rằng thương yêu như nước sông Đà, thứ tha tràn ngập chan hòa sông Hương. Chúng ta thương yêu và tha thứ với nhau hả anh hả? Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Tất cả rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở cái nơi chỉ có yêu thương và tha thứ. Chúc các bác đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Các bác ở đây chúc cho cậu trong năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an và gia đình hạnh phúc vui vẻ. Nếu mà có thêm cháu trai được không? Hoặc là cháu gái. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Happy New Year mấy chú mấy bác. Happy New Year. Chúc mừng năm mới.